Yeah, the beat it.
Đó, bây giờ nó nói đi. Hồi nãy nói yêu tôi, rồi giờ yêu Tuấn Vũ, giờ bỏ tôi phải không? Không phải, hồi nãy là bên rượu anh hát và anh tìm thuyến em Hồ Phương tiếng Mỹ. Trời đất ơi, hát tiếng Mỹ là hát làm sao? Cái đó là nghề của anh Việt Dũng mà, Hà Vân chỉ biết hát tiếng Việt Nam thôi. Anh Việt Dũng hát vài câu tiếng Mỹ rồi xong anh Việt Dũng bắt buôn qua bài Lan và Điềm nữa. Phải không thưa quý vị? Trời đất ơi, có màn gì kỳ vậy? Hát tức là anh Hậu Phương, à em Hậu em Phương. Phương. Em Hậu Phương, rồi bây giờ em hát trước đi, anh sẽ hát tiếng Mỹ. Rồi. Rồi. Quý vị chuẩn bị nha. Rồi, xin quý vị một tràng pháo tay cho ban song ca rất kỳ cục này. Rồi, vô. Em Hậu Phương. You at the home. Còn anh nơi tiền tuyến. And I go to Iraq. Những đêm phố lên đèn. Chà, cái này khó rồi nha. Go out, look at the light. Tuấn Đào anh đón trăng lên. Oh, cái này dễ. Meet you, I look at the moon. Được chưa? Dạ được, được dạ chưa? Được, dạ. Vâng, xin quý vị một tràng pháo tay cho đôi song ca rất kỳ cục này. Cảm ơn Hà Vân rất là nhiều. Hà Vân xin cảm ơn quý vị. Vâng, thưa quý vị, thôi bây giờ thì để chuẩn bị đầu năm bị đá đít, đau quá. Nãy mình tỏ tình xong rồi, giờ cái cổ qua có yêu Tuấn Vũ, có nói hát Tuấn Vũ hát mùi hơn mình. Đá như vậy. Thế còn gì nữa? Buồn quá trời buồn. Bữa nay tôi sẽ ca bài Thất Tình Ca. Nhưng mà thưa quý vị, đá như vậy rồi hả? Vợ già chê, mình đi dê vợ trẻ. Tiết mục kế tiếp thưa quý vị, chúng tôi xin được phép giới thiệu đến quý vị một tiếng hát nóng bỏng từ thành phố San Jose, vùng thung lũng hoa vàng. Và đây cũng là người vợ tương lai của Việt Dũng. Nếu cô ừ, còn nếu cô không ừ thì cô đá đứt mình ráng chịu thêm cái nữa. Thưa quý vị, phần trình diễn rất là nóng bỏng của một tiếng hát từ vùng thung lũng hoa vàng đến cùng với quý vị ngày hôm nay, cô Lori Hoàng Châu. Dạ, Lori xin kính chào quý vị và năm mới xin chúc quý vị một năm mới thật an khang thịnh vượng và dồi dào sức khỏe. Và bài hát đầu tiên Lori xin gửi đến cho quý vị có mang tựa đề là Dẫu Có Lỗi Lầm. Dẫu tha thứ lỗi lầm.
nhạc phẩm kế tiếp tôi xin gửi đến cho quý vị là một bài nhạc phẩm ngoại quốc mang tựa đề Listen. Listen to the song here in my heart, the melody I start but can't complete. Cũng đồng ý với chúng tôi là cô bé này có một thân hình rất là bốc lửa. Nhưng mà đặc biệt là cô có nói cho mình chúng biết là cô đang làm việc tại một ngân hàng ở vùng San Jose này, đó là ngân hàng Bank of America. Thì chúng tôi có thắc mắc hỏi là tại sao em lại làm ở đó, thì cô nói rằng là ngân hàng này trả lương cho cô cao lắm, và tại vì dạo sau này San Jose có nhiều vụ cướp ngân hàng. Nhưng mà kể từ khi cô vô làm ở đó thì ngân hàng không bị cướp nữa, mà thấy toàn mấy người cướp nó vô xong nó giơ tay đầu hàng hết trơn. Ngoài ra nữa, đặc biệt nữa đó là mỗi người mà đi deposit đó, vô bỏ vô 1.000 đồng, nhìn thấy cổ còn lại có 100. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay còn rất nhiều các tiết mục đặc biệt để gửi đến cho quý vị. Trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi có sự xuất hiện đặc biệt của nữ ca sĩ Bạch Yến từ Pháp qua, từ Paris qua với nhạc sĩ Trần Quang Hải, như quý vị cũng đã biết. Nữ ca sĩ Hà Thanh đến từ Boston, từ bang Massachusetts, tiếng hát rất nhiều người ở đây yêu mến và chờ đợi. Rất nhiều tiết mục đặc biệt mà quý vị sẽ cùng thưởng thức trong suốt chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi hy vọng là quý vị sẽ ở lại
để cùng theo dõi và cùng thưởng thức các tiếng hát của quý vị đã yêu mến, các bạn trẻ đã có mặt ở đây, nữ ca sĩ Trish Thùy Trang đã có mặt ở đây, nam ca sĩ Đặng Thế Luân, và tất cả đã có mặt đầy đủ để phục vụ cho quý vị buổi tối ngày hôm nay. Thì chúng tôi hy vọng là quý vị sẽ ở lại và cùng thưởng thức chương trình cho đến trọn vẹn, thưa quý vị. Tiếp mục kế tiếp mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị, của quay đi quay lại cái ban nhạc nghỉ lẻ thiệt á, cho phép nghỉ ha. Thưa quý vị, giờ này là giờ của ban nhạc đi nhà vệ sinh. Nói vậy thôi là tại vì đến tiếp một kế tiếp chúng tôi muốn mời quý vị cùng với chúng tôi, tại vì ở trong Tết thì không thể nào mà thiếu tiếng cười, và vì thế nên chúng ta sẽ cùng với nhau có những nụ cười thật là vui để làm cho tiếng cười của chúng ta còn vang hơn pháo Tết trong ngày hôm nay, với phần trình diễn tiết mục hài kế tiếp được gửi đến cho quý vị. Tất cả các anh em nghệ sĩ đến đây cùng với quý vị đều có một cái giấc mộng hết, và giấc mộng này cũng là giấc mộng của rất nhiều người trẻ đang có mặt ở đây, đó là giấc mơ được trở thành nghệ sĩ. Tại sao nghệ sĩ lại có cái sự cuốn hút đặc biệt như vậy? Chắc là quý vị cũng đã biết rồi. Nghệ sĩ được sự yêu thương của khán giả, nghệ sĩ được những tràng pháo tay của khán giả, và đặc biệt là nghệ sĩ được tình lì xì của khán giả. Thành ra đó là giấc mơ của tất cả mọi người, và giấc mơ này sẽ được gửi đến quý vị trong một vở kịch hài để trình diễn cùng với quý vị sau đây. Hy vọng là quý vị sẽ có những nụ cười thật vui và những tràng pháo tay thật lớn cho hai nghệ sĩ chúng tôi giới thiệu với quý vị ngày hôm nay. Phần trình diễn của Betty và Trang Thanh Lam. Sư cô tu hành mà sư cô đòi phổi bự chi vậy? Thì
tu thì tu nhưng mà hội thì cần phải để phải thở chứ. Không có hội thở nghẹt sao? Nhưng mà này, nếu Lâm Tử nó cũng y như là Starbucks nè, Taco Bell, McDonald's, nó là franchise chi nhánh toàn thế giới đấy con. À vậy hả? Vậy sư cô trên núi xuống chắc đi đường xa mệt lắm, lái xe mệt lắm ha. Không hề, dạo này xăng nó mắc quá, nó lên vun vút rồi, ta đâu có dám lái, ta bay không à? Bay? Bay? Máy bay? Không, dùng kinh công đấy, võ công thượng thừa thiếu Lâm Tử. Nhưng mà ta bay khác, người ta thì từ ngọn cây này sang ngọn cây kia, còn em thì từ xe bus này sang xe bus nọ, em đi mãi mấy tiếng em mới xuống đây đấy. Trời ơi, mở hàng gặp con khùng, trời ơi, kệ mẹ nó, khùng dễ dụ. Sư cô xuống đây, sư cô muốn làm cái gì? Thì ta đã nói là ta muốn xuống làm nghệ sĩ hỏi hoai. Làm nghệ sĩ đúng rồi, nhưng mà sư cô có tài năng gì không? Sư cô có biết là ca hát hay múa hay là đạo diễn gì không? Muốn làm gì? Bây giờ làm cái gì cũng được, nhưng mà ta cứ yêu nghệ thuật mà, miễn làm gì cho ta nổi là được rồi. Nổi vậy hả? Bây giờ sư cô muốn nổi giống ai? Thích ai nhất, thích ca sĩ nào nhất? Cuộc đời của ta chưa biết thích ai nhá. Thích là lọt vào tình yêu rồi, cho nên ta cứ là cứ mọi người ai cũng khen ta là giống như Quỳnh ấy, đẹp đẹp như Quỳnh, ai cũng khen vào. Đúng vậy, cô đào tạo sư cô thành ca sĩ phải không? Đúng vậy, tốn tiền lắm. Sao tốn là bao nhiêu, bây giờ giá nào ta cũng trả, giá nào cũng trả phải không? Giờ muốn giống như Quỳnh phải không? Đúng. Giống như Quỳnh thì 50,000. Thế là thế nào? Thì muốn con đào tạo giống như Quỳnh thì sẽ đưa con 50,000. Mắc lắm. Ta đi xuống đây mà nghĩ ta đi xe bus làm gì có 50,000, thôi giống như Loan đi. Như Loan thì cũng giống giống vậy, như Loan thì cũng khoảng 45-40,000. Nổi tiếng mắc gì ai. Thôi bây giờ nha, không cần giống ai cả. Em muốn giống em cho nó không đồng hàng nhá. Sư cô muốn giống sư cô không? Ca sĩ mà giống sư cô không? Đúng. 200,000. Đời nhá, nãy giờ chơi mấy cú rồi, ta đã bảo không cần nổi tiếng mà nhưng 200,000 cơ. Trời ơi sư cô ơi, đào tạo một ca sĩ thường lên á, nổi tiếng dễ lắm, mà đào tạo một sư cô thành ca sĩ, quý vị nghĩ sao bà này làm ca sĩ? Trời đất ơi, khó lắm chứ bộ. Cô phải mướn security nè, cô phải mua vé bảo vệ để mua vé cho người ta vô coi ca sĩ sư cô hát nè. Cô sẽ mua bông tặng, mua gì đó, mua khán giả tặng bông cho sư cô nè, rồi phải mướn security bảo vệ sư cô về phòng ngủ nữa. Sao giờ lắm chuyện thế? Thì sư cô nghĩ sao? Trời, sư cô lên hát dở quá, xã hội đen ghét. Người ta ghét rồi hả? Nhẹ lắm á. Là cái mặt tan nát mà nặng lắm, là cái kìa cười không còn mất xác luôn đó. Nghĩ sao? Thích làm ca sĩ mà chưa hề nghĩ tới chuyện vớ vơ, vớ ba, vớ vẩn thế này. Vớ ba sao được? Rồi sao? Sao? Giờ nếu mà 200,000 trời không vì mình thì trời chu đất diệt, thì 200,000 cũng được, nhưng mà giả bằng cách nào? Tiền má. Có ai ở đây mà đem những 200,000 đi ra đường tơn tơn như vậy không? Em không có. Rờ đất. Gì? Rờ đất. Cái gì? Chứ bao nhiêu khán thính giả thế này, giờ đi là sao? Trời ơi, giờ đưa rờ đất đi. Được. Xây mặt qua kia đi. Trời ơi, đưa rờ đất cũng phải xây mặt chứ, thẻ là bằng vàng đúng không? Con quỷ này mình á trên chùa xuống mà nó chơi cái kỳ thôi này. Trời ơi. Sư cô. Are you something wrong? Nó sao tự nhiên mở rờ đất con vậy sư cô? Thì mới bảo ta giờ đi người là không giờ là sao? Trời ơi, má ơi, con nói rờ đất đây là credit card, là thẻ tín dụng đó bà ơi. Trời ơi, có không? Tiếng Anh không dành thì đừng có nói. Rờ đi có nghĩa là kiss my ass đây. Trời, sư cô biết nó bậy ghê. Rồi sao, có không? Không có, bây giờ xuất hành chả đem theo gì cả. Tiền mặt cũng tiền không, mà rờ đi cũng không. Không có. Hả? Mời. Sao thế? Đi về đi, trời ơi, không có tiền bắt gì lăng xê, bắt gì tôi đang nói quá trời mà sao mình lăng xê phải. Hồi nãy bảo là làm phước, bây giờ làm phước hộ ta đi. Phước gì sư cô ơi, không phải làm cái vụ là phước là bộ giấy thì cho xuống dẹp thôi, cái cây xuống đâu có, mình sư cô xuống à. Sao bây giờ có làm không? Làm không, không có tiền, thôi về đi, mệt quá. Không, đây, không có tiền mà có hột được không? Hột gì? Đây này, cái hột này này, nghĩ hột gì, ôi giời ơi, đây này. Cả đời tôi. Đấy, sáng chiếu nhá, cả đời tôi có một cái hột cứ 10 phút lấy ra chùi, 10 phút lấy ra chùi nó sáng trưng à. Sư cô coi, hột sư cô sao mà sáng gì mà bự quá vậy? Em cũng có hột nhỏ xíu à, tới nó mờ căm gì à sư cô. Ai biểu ngươi lên. Bởi vì sư cô bước vô là em thấy sư cô hào quang sáng chói vậy trời sư cô. Thiệt trái sư cô. Thiệt đấy. Có certificate không sư cô? GIA đấy. À, vậy hả? Rồi, vậy là hàng đưa rồi, miễn trả lời nha sư cô. Lấy lại làm gì? Dạ. Hàng giả tôi lấy lại làm gì? Gì vậy bà?
À, xin lỗi hàng thật, hàng thật. Xin lỗi nhá. Vậy hả? Này. Bây giờ đưa hộp xoàn cho con rồi phải không? Được. Kể từ bây giờ chính thức nhận sư cô làm đệ tử của con. Trước nhất á là con phải đặt cho sư cô một cái tên nghe thiệt là kêu để khán giả nhớ hoài. Chứ không giữ tên bé tí được ạ. À? Bé tí ai biết đâu, trời, cái tên kêu hơn bé tí nữa. Ờ, bài tên gì? Biết không? Banh sông, tắm sông. Ờ, quý vị có hiểu không mà cười riêng em không hiểu gì cả. Trời, có gì đâu, sư cô trên núi xuống, sư cô thấy gái thượng không? Nói đây, đấy này. Thì đúng, nhìn biết thượng rồi mà thượng này có mặc xà đông không? Bỏ lâu rồi, quên. Nhưng mà thượng bây giờ có mặc xà đông, mỗi lần nó lên, nó xong, nó tắm, nó phải bung xà đông lên, tắm xong thì đến ướt xà đông làm sao? Mày vô viên thúi nhá, nhá. Bây giờ ta đi xin làm ca sĩ biểu ra banh xà đông tắm xong là sao? À, có thể là nói là ta phải quả thân à. Trời, đâu phải đâu, người ta đâu coi sư cô hát, ta đi coi sư cô banh xà đông tắm xong thôi. Ồ vậy à? Ừ. Vậy chịu không? Miễn có người chịu khoai hàng của mình là mình cũng ok rồi. Rồi, bây giờ con xin tự giới thiệu nữ ca sĩ Bánh Sông Tâm Sông. Em xin chào, nhưng mà em không có xà đông lấy gì em banh. Muốn banh cái gì? Trời ơi, sư cô, con lại sư cô. Trời, sư cô nói bậy nó không chết sư cô à. Dạ. Lâu quá không nói bất xúc nhá. Nhưng bây giờ nói cho đã đi. Rồi, tôi xin nghỉ tu 5 phút nói cho đã rồi. Nói. Ô, bà đôi cho con xin nghỉ tu 30 giây thôi. Con nói bậy cũng đã rồi, nhưng mà nói bậy thì không có ai. Thôi bây giờ cái hình tượng em như vậy là làm. Bây giờ vậy là cái tên có rồi phải không? Bây giờ thay đổi hình tượng đi. Trời ơi, không lẽ ca sĩ lên bận có vấn đề à? Chứ sao? Từ bé bây giờ mỗi lần em tụng kinh sư phụ bảo chẳng có vấn đề gì cả. Tụng rất là hay. Thôi tụng cái gì giờ? Bây giờ làm ca sĩ tụng kinh. Ờ rồi. Vô thay đồ. Em xin chúc em gặp quý khán giả nhá. Trời ơi, thay đổi hình tượng chứ quý vị nghĩ sao cái bà này lăn xe. Trời ơi, nuốt cái hộp tròn này hả? Mắc nghẹn chết luôn á. Trời ơi, nghĩ sao phải đi làm ca sĩ. Kệ nó, đỡ vả. Cái này hả, cũng được mấy tháng tiền nhà quý vị. Đã quá. Chưa sư cô, lẹ sư cô ơi, hết giờ rồi. Nè, bây giờ vậy nè. Nãy mà này con mắm này mà vô hả là tao lăn xe mày rồi, tao đâu lăn xe. Mắm thì lại sư cô đây này không nhận ra khuôn mặt nào cái gì à, hai mày ngó mặt nở nang như Từ Hải đây đây. Trời ơi má ơi, nói gì vậy? Trời ơi sư cô sexy quá vậy sư cô. Đẹp không? Đẹp quá. Ủa tóc này nhuộm tiệm nào, đẹp màu gì vậy? Lấy tờ vô xuyên mấy lần rồi nhá. Sư cô này tóc giả. Quên, xin lỗi, trời sư cô làm dữ vậy. Rồi bây giờ hình tượng xong rồi, tên xong rồi, bây giờ thi nha. Bắt đầu, sư cô biết con chơi nhạc cụ nào không? Nhạc cụ là gì? Ta không hiểu. Nhạc cụ có nghĩa là trống hay là keyboard hay là guitar? Không biết. Chứ biết chơi gì? Em biết từ bé tới lớn mà khi mẹ ngồi dưới cái dàn như vậy để em nhìn lên cái ban nhạc em chỉ biết thổi kèn thôi. Là từ vì nhá, em gặp cái kèn em nhào bác thổi mê, thổi miệt, thổi miên mai, thổi không biết mệt, thổi không cần sư phụ. Trời ơi, mà có nói chơi không tướng tá vậy mà quý vị nghĩ thổi kèn miệt mài là nghiệp thổi sao? Hơi đâu mà thổi. Size does not matter. Technique có nghĩa là cái bề ngoài không cần nhá. Chỉ có là kinh nghiệm này, tuyệt chiêu này mà em thổi nhá. Em thổi không phải thổi thường. Khi mà em thổi xong á, người ta móc tiền người ta đưa. Thổi là móc tiền đưa. Xong thôi em không chạc mà vẫn cho em tiền tiếp 300-400 đồng cơ. Sư cô ấy, sư cô chỉ em thổi kèn. Em thổi em kiếm tiền sư cô. Này, nước sông không được nước giếng á. Đâu có gì đâu. Ta chỉ thôi rồi, ngươi dựng hết mối thì sao? Mối gì đây, cả ngàn mấy trăm người. Em thổi bên này, sư cô thổi bên này, có gì đâu. Thổi bánh hổ bà vậy. Nó nói mình bậy, nó bậy hơn mình. Cái này em thổi là thứ khi thổi bé em nghèo quá em thổi bong bóng. Người ta thấy bé xíu mà thổi bong bóng mệt quá. Bao nhiêu con em cũng thổi. Cho nên người ta cho tiền. Nghĩ thổi cái gì? Trời ơi, giọng con điên rồi, trời ơi trời. Rồi được rồi, giờ thôi kèn xong rồi không? Giờ ca nha, mình có biết ca không? Biết. Giờ ca đi, ca có gì ca là em biết, em thành lắm nha. Ca đi, ca à. Gì, điều gì? Điều gì cũng được, cho em một điều đi. Bây giờ nãy giờ chán quá, giờ đánh cha cha nha. Giờ hát rồi, vậy rồi, ok. Cứ nhạc đi. Rồi đã, chưa trời ơi, tướng. Không thể nào.
là một tháng có 9,000, con mời ba mẹ lên chơi với con để thấy con sống trong cảnh giàu sang. Chồng con vợ nó đẹp trai hết cả, nó thương con nhỏ bạn con nhất trên trần gian. Rồi em mới đi tu đó. Chị ngộ thì thôi hát cha 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 mà hát giọng khổ là sao trời ơi. À, này 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 em xin lỗi chị nhá, cha 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 nãy em cổ cha 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 mà em chơi bọc cổ là thường, bây giờ mà ban nhạc có chơi zumba nè, bebop nè, techno nè, trance em cũng vào giọng cổ cả, bởi vì cuộc đời em chỉ biết bọc cổ thôi. Thôi bỏ mẹ em cổ qua đi, bởi còn bận đồ mà hát em cổ có gì nghĩ sao trời ơi. Thôi bây giờ vậy nè, biết múa không? Thử gì thử lòng tin là chết nhá, em tuy lùn nhưng mà lòng tin nè nó quá cao. Nào giùm em đi múa ngay. Gió lạnh ngàn cây, gió nâng thuyền bay.
tình cô lữ đêm đông không nhờ. Xin cảm ơn quý vị. Dạ, xin cảm ơn chị. Xin cảm ơn quý vị. Và Bạch Yến xin kính chào quý vị và chúc mừng quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng. Nhưng mà hay hơn nữa đó, là người xứ Mỹ Tây Cương người ta chúc là chúc cho quý vị có nhiều sức khỏe, có nhiều tình yêu, có nhiều tiền. Và nhất là chúc cho quý vị có thời giờ để hưởng. Bây giờ chúng tôi xin mời quý vị nghe một nhạc phẩm mà tôi được hân hạnh hát đầu tiên hết lúc anh Lam Phương sáng tác bản này. Xin mời quý vị nghe Cho Em Quên Tuổi Ngọc. Chẳng những anh viết bài này bằng tiếng Việt mà anh viết luôn cả bằng tiếng Pháp cho tôi hát. Thưa quý vị, đây là Cho Em Quên Tuổi Ngọc và C'est Toi, nhạc và lời Pháp Việt, Lam Phương. Thank you.
Xin cảm ơn quý vị. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Thank you very much for your time. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. And now I tôi xin phép quý vị nói vài câu bằng tiếng Anh. Hình như là chúng ta đang có những người bạn Mỹ trong phòng này. Tôi xin phép được mời quý vị cùng tôi cảm ơn anh nhạc sĩ của tôi đi từ Paris tới. Right now, I would like to invite you to thank my friend. He comes from Paris with me to accompany me. Here is Laurent Guanzini. Thank you so much. Cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, cách đây cũng hơi lâu thôi,
tôi được ông John Wayne. Xin cảm ơn chị. Sướng quá, hát vào ngày Tết được lì xì hoài á. Cảm ơn nhiều. Thưa quý vị, hồi năm 1900, nó không nhớ nữa. Tại mình nhớ làm chi, tao thấy mình bớt trẻ. Nói chơi chứ năm nay là tôi 65 tuổi rồi. I am an old lady, you know. Xin cảm ơn anh, xin cảm ơn. I am an old lady, it's true. I'm 65 years old. No, I'm not that old. But I must say it. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. When I'm, you know, there's a trick. When you tell people your age, I mean, you raise up a little bit, you know. Just tell them a few years older, so you get more compliment. People will think, oh, you're so young. Because I remember once I was in Australia, someone came, was so happy and thrilled. Oh, back in. I haven't seen you for a long time. And so, có người ở bên Úc Châu thấy tôi mừng quá. Oh, trời ơi, chị Bạch Yến lòng quá mới gặp lại chị. Chị nhớ em không? Mình đang nói coi người này là ai đi. Chưa kịp nói cái trời sao lúc này có chị già vậy. Quê quá, xong rồi mới quay lại cái nói trời 80 rồi. Xong người kia mới nói, ôi trời chị trẻ quá. Thưa quý vị, cách đây hơi lâu rồi, tôi được mời hát ở trong phim gọi là The Green Berets. Xong ông John Wayne đóng vai chánh, thì ông có ngỏ ý là mời tôi hát một bản trong phim ông ấy. Thì chính ông ấy đã chọn cho tôi bản này, và ông yêu cầu tôi hát lời Pháp và lời Anh luôn. Mà đây cũng là bản nhạc tôi để vào trong cái CD mới. Cái này không phải quảng cáo rồi nha. Nói sự thật chứ phải nói quảng cáo. Tôi vừa mới thâu được cái CD, và như hồi kỳ rồi tôi có hứa là tôi sẽ ngồi lại viết hồi ký. Thì cũng hồi ký của tôi vừa mới được ra, in ra cách đây 2 bữa thôi, để kịp lên đây khoe cho quý vị. Thưa quý vị, bản này là La Senna. La Seine est aventureuse, des châtillons amérés, et son humeur voyageuse flâne à travers des pays. Elle se fait langoureuse de Jersey à Choisy pour aborder l'amoureuse, l'amour. Again, and I know where I can find.
Chân thành cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, nếu quý vị cho phép thì một lát nữa và ý sẽ trở lại hát những bài bằng tiếng Tây Ban Nha do những anh nhạc sĩ của xứ Mexico đề tài. Nếu quý vị còn thời giờ ở lại. Please don't go away. I'll come back later and sing for you songs from Mexico, and they will be accompanied by Mexican musicians. They are wonderful. Please don't go away. Thank you very much. We'll see you later. Thank you. Let's see the room. Thực sự cảm ơn quý vị. Tôi rất là mong anh đã đến đây để trình bày cùng quý vị một vài nhạc khí thôi, rất là đơn giản mà có lẽ là quý vị chưa được xem. Now I would like to show you some musical instruments that you haven't seen before. The first one is the instrument in my pocket. Đây là cái nhạc cụ rất là lạ lùng mà tôi. Tất cả nhà tôi giống như là một người làm ảo thuật gia. You know, I like a magician. You know, I just have one instrument in my pocket, and this instrument is called the Jew song. Đây là cái là môi của người Yakut ở bên Tây Bắc Đại Á. This is the Jew song from Yakutia in Siberia. Now you can put the instrument in front of the mouth, and you throw this, you know, the breath through the instrument via thổi xuyên qua cây đàn. You can hear something like this one. Âm thanh thứ hai, second sound, you just blow through the instrument, you know, inhale and exhale. Third sound, you move the tongue inside of the mouth. Giờ thay đổi vị trí của cái lưỡi ở trong miệng thì quý vị sẽ nghe những âm thanh thế này. And this is, you know, the instrument from the people living in the mountains in Vietnam, in the central part. And it is composed of two pieces of bamboo linked together with one piece of thread. You just put the instrument against the mouth, and then pull the instrument like this. And then, with the mouth, you can hear the music. And then the next instrument.
next instrument, đây là cành môi của người Mông, có lẽ quý vị biết hồi xưa người Mông gọi là người mèo, tức là ở miền Bắc xứ Việt Nam. And you know, this is the instrument from the Hmong people that are living in the northern part of Vietnam. You can find this also in China and also in Laos and in the northern part of Thailand. And you just put the instrument against the mouth, you know, that is why we call it the Jew's mouth. Xứ chúng ta có người Kinh, tức là người Việt. Ngoài dân tộc Kinh thì có 53 dân tộc khác, tức là ở miền Cao Nguyên Hưng Phần thì có người Ra Đê, người Ba Na, người Si Đăng, người Sre, người Nông Ga, dân dân. Ở miền Bắc thì có người Máng, người Mường, người Nùng, người Thổ, người Giao, người Lô Lô. Có tất cả là rất nhiều dân tộc. Thì mỗi dân tộc là có những nhạc cụ khác nhau. Thì bây giờ tôi có một cái quý vị ở bên Mỹ thì có lẽ quý vị biết tiếng Anh. Tôi ở bên Pháp, đang giờ muốn học tiếng Anh nó rất là khó. Tại đây cách đọc này kia nó lộn xộn. Thì bây giờ đó có một cái ông đó ông vô ông dạy tôi học tiếng Anh. This is, you know, the just under the lesson of how to learn English in France, especially for the Vietnamese people. So you know, I don't need to translate it because this is going to be translation, you know, this simultaneous translation. Đây là ví dụ như bây giờ học như thế này. Bây giờ nói là table anh gọi cái bàn, book là quyển sách, mà woman là đàn bà. Man ấy là con người ta, lại còn nghĩa nữa, ấy là trần ông. Mặt trời anh gọi là sun, mà ngày đêm night lìa gần pha xa. Moon là căn hát mũ house nhà, pen là ngòi bút sắt, in là mực tây. Tu đề là cái hôm nay sân để cho việc thứ hai môn đề. Thứ ba Tuesday khó ghê, mà thứ tư Wednesday dễ chơi được năng. Thứ năm Thursday dễ sao, chứ thứ sáu Friday ai nào dám quên. Và thứ bảy vần dưới đập lên xá chức đề ấy, một cái tên dị kỳ. Đó là như vậy là mình học được tất cả những tiếng Anh là trong vòng nửa tiếng đồng hồ học thuộc cái bài đó thì xong. Bây giờ tôi có cho một cái đờn khác nữa, cũng có nhiều đờn lắm. Đây là cái đờn rất là đặc biệt của người Việt Nam, có hai cái muỗng, ăn phở cũng được mà ăn cơm tấm bì cũng được, tất cả đều rất là ngon. Thì bây giờ ở xứ Việt Nam ta thì hay dùng những cái muỗng để đánh. Bây giờ tôi sẽ cho quý vị thấy rằng dân tộc Việt Nam không có dầu lục quả nhưng đều có hai cặp muỗng. And now I would like to show you how the Vietnamese people play the spoons. Because you know that many people told me, oh, you learned the spoons from the Americans. No, I learned it in Vietnam when I was just a kid, about 5 years old. And you know that long time ago when I came to Paris to study, I showed it, you know, to the European people and they was very surprised because that, oh, because in America, you know, the people play the spoons in Cajun music, country music, bluegrass music. But now I want to show you how the Vietnamese people play the spoons. Bây giờ là người Việt Nam mình đánh muỗng như thế này, tức là để hai cái muỗng cầm trong hai cái tay, đánh trên cái đùi và trên bàn tay. Now you can have that. I hit against the knee and against, you know, the hand. One, two.
faster and faster. And now I change the position of the spoon. Only with two fingers. And now with three fingers, bang time. Four fingers, bong time. Five fingers, nam time. Người nào có sáu ngón tay là không phải bình thường. Now you scrape along the five fingers like this one. Người thấy được năm ngón tay như thế này. Bây giờ đó kéo lên gần lưng của ngón tay ngõ, kéo lên xương đó của ngón tay đỏ và ngón tay cái. Now you hit against the bones of the thumb and the forefinger. Giờ kéo lên lưng của bàn tay, you hit against the back of the hand. Giờ kéo lên hết cánh tay. Now you spread along the arm. Kỹ thuật đó gọi là cạo gió. And after that you hit against the mouth, but before that you just check out your teeth first. Đầu là tại vì bây giờ em mới hiểu ra, như quý vị cũng đồng ý với chúng tôi là anh Trần Quang Hải từ Paris sang, và bây giờ thì chúng tôi mới hiểu là tại sao tất cả các nhà hàng ở Trần Quang Hải không dám để ở Paris, không dám mời anh Trần Quang Hải đi ăn, là tại vì anh tới đâu thì nhà hàng nó mất muỗng tới đó. Đúng rồi, tại vì gì đó thì thường đi vào trong nhà hàng ở mất tiệm phở rồi thì có những cái muỗng ăn đâu, thì mình qua cái muỗng nào nó vừa nhẹ mà nó vừa mềm bẻ được thì mình xin ông chủ. Vậy, anh có biểu diễn thay vì mà gõ muỗng như vậy, anh có gõ của gì không anh? Không. Chưa có đâu, thử đâu bao giờ. Nhưng mà bây giờ em mới hiểu là tại sao chị Bạch Yên yêu anh đắm đuối. Là tại vì anh thổi cái đàn môi quá hay. Chị nói rằng là người trong tất cả cuộc đời của chị chưa có người nào hôn đắm đuối bằng anh Trần Quang Hải. Nhưng mà thưa quý vị, trước khi anh Trần Quang Hải trình diễn tiếp một kế tiếp thì cho phép chúng tôi được thưa cùng với quý vị, nhất chắc là quý vị cũng đã biết là ở đây có rất nhiều các bạn trẻ. Thành ra Việt Dũng xin được phép thưa thêm với lại các bạn là nhạc sĩ Trần Quang Hải xuất thân từ một gia đình rất là nổi tiếng về âm nhạc. Anh hiện nay đang đi trình diễn khắp thế giới và đến tất cả các trường đại học cũng như là các học viện về âm nhạc ở khắp nơi trên thế giới để trình diễn những nhạc cụ mà quý vị vừa thưởng thức. Và điểm đặc biệt nữa là ngoài cái việc đó ra, anh và chị còn đi trình diễn về dân ca cũng như là đem cái dòng nhạc cổ nhạc của Việt Nam đến với lại tất cả mọi người trên thế giới và làm vinh danh hai chữ Việt Nam ở trên nền âm nhạc khắp thế giới. Đây là một cái công việc gần như không ai làm được, chỉ có anh chị Trần Quang Hải và Bạch Yên đã làm công việc này trong bao nhiêu năm qua. Ngoài ra thì chắc là ở đây ít người biết, nhưng mà cho phép mình giúp mở một cái ngoặc ở đây nữa để thưa cùng với quý vị là ngoài cái tinh thần về âm nhạc thì anh còn là một người anh lớn của tất cả các anh chị em trong phong trào Hương Ca Việt Nam, là phong trào nhạc đấu tranh mà Nguyễn Ánh và Việt Dũng là hai thành viên. Vì thế nên đây cũng là một người đã đấu tranh cho quê hương Việt Nam rất nhiều. Bây giờ thì chị Bạch Yến bắt em ra đây để mời anh biểu diễn cho mọi người về cái đặc tài đặc biệt của anh là một mình hát hai giọng. Đúng rồi. Phải không ạ? Và thưa quý vị, đây là một cái bí quyết mà có lẽ là Việt Dũng xin học hoài mà anh nhất định không chịu dạy. Việt Dũng xin học anh cái đàn môi là tại vì anh nói rằng là đàn môi là cái đàn của bộ tộc Mông, mà môi mà đi với Mông thì đã lắm thưa quý vị. Em xin học hoài mà nhất định không dạy. Nhưng mà còn cái bản thứ hai này mà anh sẽ trình diễn ở đây nữa mới là màn độc đáo, đó là hát hai giọng, một người cùng một lúc hát hai giọng.
em ước gì để học được như vậy. Một giọng em hát cho vợ lớn, một giọng em hát cho vợ bé. Mời quý vị cùng với chúng tôi gửi một tràng pháo tay thật lớn cho nhạc sĩ Trần Quang Hải. Cảm ơn em Việt Dũng. Giờ đây là tôi sẽ xin chấm dứt cái sự đóng góp của tôi qua một cái màn gọi là cho quý vị nghe làm sao mà tôi có thể phát âm ra cùng hai giọng cùng một lúc. Một giọng ở trong miệng phát ra và giọng thứ nhì cũng ở từ trong miệng phát ra. Quý vị sẽ nghe. Thường thường là quý vị chỉ nghe được một giọng mà thôi. Bây giờ tôi có thể tách rời từ cái giọng đó, tôi tách rời những cái âm thanh khác mà quý vị có thể nghe thành những bản nhạc khác nhau. Now I would like to show you, you know, that from one mouth you can make two different sounds simultaneously. First, the very low sound is considered as a drone, and the other sound is composed of many overtones. And now you can hear the first sound. Bên đây là âm thanh thứ nhất. Từ âm thanh đó sẽ cho thành ra những cái cao độ khác nhau. My program how to sing in one breath the whole song. Giờ đây có thể hát một bài mà trong một hơi mà thôi, không được lấy quyền lấy hơi thứ hai. Tất cả mấy cô ca sĩ, các cậu ca sĩ ở đây khi hát lấy nhiều hơi lắm, hát mơ hát xong một bài. Tôi chỉ hát có một hơi thôi, một nguyên cả một bài. And now I would like to show you in one breath I can sing the whole song. This is the song is that the hymn of joy excerpted from the Ninth Symphony by Beethoven. Đây là cái trích đoạn của bài giao hưởng khúc số 9 của nhạc sĩ Beethoven. Là cái điệu này. Ta ra 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 ra. Thứ nhì là môi dày, làm gì chị Bạch Yến không mê phải không ạ? Hôn một cái là từ sáng tới tối, khỏi cần phải đi đâu hết. Thưa quý vị, một tràng pháo tay thật lớn cho nhạc sĩ Trần Quang Hải và Bạch Yến từ Paris. Chương trình của chúng tôi sẽ còn kéo dài với phần trình diễn của các nghệ sĩ được quý vị yêu mến. Sẽ có nữ ca sĩ Minh Hiếu từ Houston, Texas, nữ ca sĩ Hà Thanh từ Boston, Massachusetts. Các ca sĩ trẻ đã có mặt ở đây đầy đủ để hát cho quý vị nghe trong buổi tối ngày hôm nay. Và chắc chắn là quý vị sẽ được thưởng thức những màn trình diễn rất là độc đáo trong tối ngày hôm nay. Hy vọng là quý vị sẽ ở lại và cùng thưởng thức. Nhưng bây giờ thì để trở lại với chương trình văn nghệ, cho phép tôi giới thiệu đến quý vị một tiếng hát từ vùng thung lũng hoa vàng này. Anh là một giọng hát tenor rất là cao. Và hôm nay trình diễn cùng với quý vị để mời quý vị cùng thưởng thức một ca khúc có tựa đề là Không Thể Và Có Thể. Mời quý vị cùng với chúng tôi đón tiếp nam ca sĩ Văn Sơn Yên. Vân Sơn Yên xin kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, hạnh phúc và vạn sự như ý. Đôi môi lại chìm đôi.
She received what you were.
một giọng ca rất là cao thưa quý vị, và chắc chắn là tôi cũng thấy là phần trình diễn của anh rất là sống động. Và bây giờ thì chắc là xin phép các bạn trẻ cho chúng ta trở lại với những dòng nhạc của quê hương một chút xíu, là tại vì trong dịp Tết thì chúng tôi muốn cho tất cả mọi người đều có một cái cơ hội đồng đều để được thưởng thức một cái chương trình văn nghệ mà tất cả mọi người đều vui. Và trong dịp đầu năm như vậy thưa quý vị, nếu mà thiếu một màn tân cổ thì chắc là mọi người cũng sẽ thấy là thiếu một cái điều gì đó, phải không ạ? Vì thế nên tiết mục kế tiếp sẽ là một tiết mục tân cổ để gửi đến cho quý vị, nhất là quý vị cao niên ở đây muốn nghe một giọng thật là mùi, để cùng chúng ta cùng trở về với những cái hình ảnh của quê hương ở miền Nam, với những đêm mà đêm giao thừa chẳng hạn, mình nghe một đoạn tân cổ lúc nào cũng lạnh lùng và lúc nào nó cũng phải nói là nghe đã không thể tưởng tượng được. Chúng tôi mời quý vị cùng với chúng tôi để đón tiếp hai nghệ sĩ trẻ sẽ trình diễn đến cùng với quý vị ngày hôm nay. Thưa quý vị, xin quý vị một tràng pháo tay thật là lớn để đón tiếp Cẩm Vân và Dương Hiệp. Chúng tôi xin một tràng pháo tay cho Dương Hiệp và Cẩm Vân. Khán thính giả có mặt trong đại nhạc hội đi tìm mùa xuân. Đầu năm thì Dương Hiệp và Cẩm Vân xin gửi lời chào đến quý khán thính giả một năm mới thật vui tươi và nhiều hạnh phúc. Và sau đây với bài hát đón xuân. Thank you.
thôi thì hai đứa ngoài tâm sự còn hơn. Cái anh này nè, hãy đi chùa đó thì đừng có nói chuyện yêu đương, mà phải nói chuyện cho đàng hoàng đứng đắn nè nha. Sĩ Cao Minh và chú Ba Đờn Cò, xin quý một tràng pháo tay thật lớn cho hai nhạc sĩ của chúng ta. Và thưa quý vị, phần tân cổ giáo duyên vừa rồi chắc chắn là đã làm cho các quý cụ ở đây chắc chắn là cũng nhớ lại những cái âm thanh của chúng ta thường nghe vào trong những dịp Tết, và như vậy chúng ta có dịp để nhớ lại những cái hình ảnh quê hương của chúng ta trong ngày hôm nay, thưa quý vị. Bây giờ thì ban nhạc sẽ trở lại và chắc chắn là quý vị khán thính giả sẽ còn ở lại để lắng nghe những tiếng hát mà quý vị yêu mến. Chúng tôi vừa mới vào bên trong thì được biết là nữ ca sĩ Mỹ Lan và bé Trần Thiện Anh Chí đã đến. Và trong chốc lát nữa đây, bé Trần Thiện Anh Chí sẽ hát cho quý vị nghe những ca khúc của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Quý vị nhớ để dành tiền lì xì. Bên cạnh đó chúng tôi thấy có nam ca sĩ Đặng Thế Luân đã đến, nữ ca sĩ Trish Thùy Trang cũng đã có mặt, và rất nhiều các anh chị em nghệ sĩ khác đã có mặt để cùng phục vụ cho quý vị. Nữ ca sĩ Minh Hiếu trong chốc lát nơi đây sẽ hát cho quý vị nghe, và tiếng hát mà Việt Dũng mê nhất rất lâu mà chị không có xuất hiện, đó là tiếng hát của nữ ca sĩ Hà Thanh từ Boston. Và bây giờ thì chúng tôi cũng được biết
cô Hạ Vân cứ đứng sau cứ hét tuồng, thưa quý vị, thành ra là nói thì nói luôn đi. Vâng, thưa quý vị, hồi nãy giờ Hạ Vân đứng ở bên trong đó, Hạ Vân thấy anh Việt Dũng hôm nay điều hành chương trình mà anh nói về mấy cái bộ lạc, anh nói rất là hay, mà anh nói riêng với Hạ Vân thôi. Bộ lạc mọi mà chơi đàn à quên bộ lạc mông mà chơi đàn mọi đó, đơn chơi đàn môi đó phải không? Cái đó là một cái nữa anh nói là vẫn cứ tròn mắt ra mà nghe mãi rồi mới biết thưa quý vị. Ý em nói bộ lạc dao đó hả? Bộ lạc dao thưa quý vị, bộ lạc dao chắc quý vị biết ở miền Bắc, bên cạnh bộ lạc cũng có bộ lạc nữa gọi là bộ lạc Túa thưa quý vị. Thì chúng tôi xin được phép mời quý vị cùng với chúng tôi trở lại với sân khấu. Và bây giờ là phần trình diễn nóng bỏng của tiếng hát mà quý vị đã cùng thưởng thức ở đầu chương trình ngày hôm nay. Đến cùng với quý vị trở lại cho một ca khúc gửi đến cho quý vị ngày hôm nay, tiếng hát của nam ca sĩ Hoàng Nam. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, đây là lần đầu tiên trong đời Hoàng Nam mặc chiếc áo dài. Xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm của nhạc sĩ Ngọc Bích, đó là bài Mộng Chiều Xuân. Stand by me. Hold on.
Xin được
ra sân khấu lại lần nữa để mà hát những bài hát kỷ niệm và cống hiến quý vị hôm nay. Kính thưa quý vị, Tết năm nay ngày mùng 1 Hoàng Oanh xa nhà, thì đến đây mong được đón nhận sự gần gũi, sự một cái Tết gần gũi với người những người khán giả Việt Nam thân mến tại thung lũng hoa vàng. Và bây giờ Hoàng Oanh xin được cống hiến những bài hát quý vị thương mến. Trước hết là một bài hát mà quý vị thường nghe đã lâu và có nhiều kỷ niệm ở quê nhà. Kính thưa quý vị, đó là bài Chuyện một chiếc cầu đã gãy. Yeah.
Xin chân thành cảm tạ tất cả quý vị khán giả thân mến có mặt hôm nay. Và để tiếp nối chương trình, Hồng Anh xin được trình bày một bài hát của nhạc sĩ Châu Kỳ. Kính thưa quý vị, đó là bài hát mà Hồng Anh đã có trình diễn ở trong CD nhưng mà chưa bao giờ trình diễn cho quý vị nghe. Thế theo lời yêu cầu của một số quý vị, Hồng Anh xin được trình bày một bài hát. Đó là bài Tôi Chưa Có Mùa Xuân. Xuân rồi đâu
thưa quý vị, tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Oanh, bài hát